có ai kỳ tiếp gì không anh? Dạ. Có ai kỳ tiếp gì không? Không. Đem kỳ luôn hết. Ơ sao đi xe lại phải hợp đồng à? Xe này nó cần hợp đồng. Anh là anh Cường à? Không phải. Để ký hộ thôi. À. Cái này nó không quan trọng lắm mà. Dạ. Cục công an nó kiểm tra thì mình có giấy tờ hợp đồng để dùng. Lúc mà giao thông bắt thì lại mình lại dơ cái này ra. Vâng. Nó kiểm tra hợp đồng. Thiết lập hợp đồng vận tải hành khách 3 để qua mặt các cơ quan chức năng. Một lái xe của Minh Anh Lee Motion cũng thừa nhận việc tạo nên những bản hợp đồng ma này chỉ để qua mặt các cơ quan chức năng, chứ không có giá trị gì. Đó là những chiêu trò để Minh Anh Lee Motion qua mặt các cơ quan chức năng để hoạt động vận tải hành khách trá hình trong một thời gian dài vừa qua. Sau khi hoàn thành thủ tục, lái xe bắt đầu cho xe rời khỏi trụ sở văn phòng tại tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, lao vun vút về hướng Hà Nội. Tiếp đó, lái xe bắt đầu hỏi từng điểm đến của các hành khách trên xe để tiện cho việc trả khách dọc đường, đồng thời nhằm né tránh lực lượng chức năng. À, chú ơi, chú về chỗ nào Hà Nội nhỉ? Chỗ công viên Nghĩa Đô ấy. Anh về một chỗ là ngay cái đầu cầu Hiền Tân qua cái đoạn cắt gần chỗ Nguyễn Đăng Tôn đấy. Sau đó, lái xe tiếp tục dừng đỗ trả khách bất cứ điểm nào, ngay cả việc di chuyển vào sân bay Nội Bài để trả khách. Sân bay vào tận sảnh đó luôn. Chỉ đúng xong rồi đó vào sân bay, nghe đường kia phải chăm. Đường kia nó cho đi 80 nhưng mà đi chăm. Sau khi hết hành trình từ Thái Nguyên về Hà Nội, lái xe đánh xe vào một con đường nhỏ trên đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy để tiếp tục đón khách. Cơ quan chức năng sẽ có động thái gì sau khi có chỉ đạo về việc chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 242 CDTTG ngày 5 tháng 2 năm 2016? Báo Dân Sinh sẽ thông tin tới quý độc giả trong kỳ tiếp theo của loạt phóng sự này.